Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Nhân dịp đầu năm mới thì em xin chúc mọi người có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Và trong video hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu đến mọi người một cái bản đồ quy hoạch của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2030 nhé. Thì mời mọi người cùng xem video này với em. Trong này thì mọi người sẽ có những lưu ý gì, những con đường nào, những khu công nghiệp nào sẽ mở mới ra. Thì mời mọi người xem hết video này với em nhé. Nhắc đến huyện Thanh Liêm thì chắc là anh chị em mình khi mà tìm hiểu về Hà Nam cũng đã biết rồi. Thanh Liêm thì nằm cạnh với thành phố Phủ Lý, nằm cạnh với huyện Kim Bảng và huyện Bình Lục, cũng như là nằm giáp danh với các tỉnh như là Hòa Bình này, Nam Định và Ninh Bình. Một phần của Thanh Liêm thì mang địa hình đồi núi, khai thác đá xi măng và rất là nhiều nguyên phụ liệu cho việc xây dựng nhé. Nhắc đến Thanh Liêm, một điều nữa là Thanh Liêm thì có đường quốc lộ 1A chạy dọc qua, nằm ở chính giữa huyện luôn, và cũng có đường cao tốc CT01 đi ngang qua. Có các địa điểm du lịch nổi tiếng như là chùa Ninh Tảo này, chùa Địa Tạng Phi Lao Lao. Có các địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng như là chùa Ninh Tảo này, chùa Địa Tạng này, chùa Cây Thị và có chùa Phật Quang. Đây là hiện tại thì bây giờ đang là ba cái địa điểm rất là hot được du khách các nơi tìm về và vãn cảnh. Và từ Thanh Liêm này mà anh chị em mình đi lên thành phố Phủ Lý thì rất là gần thôi, chỉ tầm khoảng 2,5 đến 3 km đấy, cũng như là ví dụ từ đây mà anh chị em mình di chuyển lên Hà Nội rất là gần, đi ra các tỉnh như Nam Định, Ninh Bình thì đi theo quốc lộ 1A cũng như đi theo đường 21 là dễ dàng đến nơi luôn, với bán kính tầm khoảng 30 km thôi, rất là thuận tiện. Đây, trong video hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Liêm. Ví dụ như anh chị em mình mà muốn tải cái bản đồ này thì em sẽ ghim cái phần tải ở bên dưới phần mô tả của video cũng như phần bình luận nhé. Mọi người ấn vào cái link đấy là sẽ tải được luôn, rất là dễ. Và em sẽ giới thiệu qua cái bản đồ này. Đấy, ví dụ anh chị em mình mà tải về nếu xem trên điện thoại thì mình cài thêm cho em một cái phần mềm đọc file PDF. Đấy, trên máy tính thì mình cũng cài thêm cho em phần mềm đọc file PDF vào. Đấy, ở bên dưới này thì là nó sẽ có chú thích, chú dẫn luôn để cho anh chị em mình dễ nhìn nhé. Đấy, bản đồ này là tỷ lệ 1 trên 10.000 nhé mọi người nhé. Đấy, trong này nó có chú dẫn này. Đấy, mọi người khi lưu cho em các màu nhé. Các màu họ đánh dấu lên này. Đấy, màu vàng này là đất lúa C này. Thì ở đây nó có hướng dẫn luôn là đất chuyên trồng lúa nước này. Đấy, đất ở trong này là có những đất rừng, rừng phòng hộ này. Đấy, ghi là VH này là rừng phòng hộ này. Đấy, nó có những ký hiệu màu đây này, mọi người so sánh đối chiếu ra là sẽ xong. Đó. Đất ở tại nông thôn này, đất ở tại đô thị này, đất sản xuất này, trong này nó có chú dẫn hết. Đấy, các biểu tượng này, đình chùa này, trường học này, đấy, cầu là trong này nó có hết luôn. Nếu mọi người ví dụ như mọi người chưa biết gì về quy hoạch ấy, thì mọi người xem cái chú dẫn này cho em, hoặc là xem những cái video trước em có làm đó, thì nó sẽ mọi người sẽ hình dung ra được. Đấy. Về huyện Duy Tiên này thì đường xá này cũng không có nhiều. Nếu như mọi người tìm hiểu thì trong Kim Bảng ấy, Kim Bảng nó mới nhiều đường xá, nó mở đường xá lung tung luôn, đi khắp ngả đường luôn. Như trong huyện Canh Thanh Liêm này thì nó chỉ nổi bật là vài con đường thôi, thì mọi người lưu ý giúp em nhá. Ngày thứ nhất thì ví dụ anh chị em mình về Thanh Liêm, mình lưu cho em cái quy hoạch khu công nghiệp Thanh Liêm mở rộng này. Đấy, hiện tại thì hôm trước em có quay cho mọi người một cái khu công nghiệp Thanh Liêm ấy, nhưng mà nó chỉ ở đoạn giai đoạn 1 này, giai đoạn đầu này thôi. Đấy, các giai đoạn sau thì nó sẽ mở rộng ra khu phía đồng này nhá mọi người nhá. Đó, nó sẽ mở rộng ra phía cánh đồng này. Và ở đây là nó có một con đường cắt ngang qua. Đấy, đi ra gần trường C Thanh Liêm ấy. Đấy, con đường này là con đường đây là đường kinh tế T1, đường vành đai kinh tế T1. Đấy, sau đó thì nó sẽ đi vào đường cao tốc CT01, là đường khu công nghiệp đi ra này, nó sẽ thuận tiện cho việc giao thông. Đấy, còn sang bên tay trái của mình đây thì sẽ là dãy núi để mà khai thác đá này, xi măng. Đấy, trong này thì có rất là nhiều các công ty đi. Trong đây thì có Thành Thắng này, Xuân Thành, Út Sơn, rất là nhiều công ty. Thì cái đoạn này thì em sẽ không có giới thiệu nhiều vì nó cũng chẳng có gì cả. Đấy, mình chỉ tập trung vào từ bên phải của vào dòng sông đáy nhé. Đấy, thì bên này nó sẽ có khu công nghiệp này, có các khu dân cư, có thêm một số đường xá, có thêm khu đô thị. Đấy, và có thêm các địa điểm vãn cảnh, khu du lịch.
Đấy, trong năm 2023 và năm nay là 2024 rồi thì cái khu này nó vẫn chưa làm. Trong khi bảo thì khu công nghiệp cũng đã mở rộng rất là nhiều rồi. Thì ví dụ như những cái thông tin cập nhật về xây dựng đường xá thì em cũng sẽ đi quay cho mọi người để mọi người tham khảo nhá. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Nên có những cái thông tin cập nhật gì về đường xá này, về khu đô thị này, các khu công nghiệp, những cái thông tin nổi bật ở trong Hà Nam thì em sẽ đi quay để mọi người theo dõi nhé. Đây, ví dụ anh chị em mình có mua đất này hoặc là muốn gửi bán này thì mọi người có liên hệ với cái số mà em ghi ở dưới màn hình nhé, dễ, số phù thủy. Đây, ví dụ như mọi người muốn đón đầu ở các cạnh khu ven ven khu công nghiệp này thì mọi người mua đất ở những cái khu dân cư loanh quanh gần đây. Đấy, Lường Phượng này, thôn Ba Làng này. Đó, mua ở Tân này thì mọi người có thể trong tương lai mọi người có thể xây trọ này, kinh doanh này, hoặc là làm cái dịch vụ phục vụ cho công nhân ở trong các khu công nghiệp này cũng rất là thuận tiện. Ở trong Thanh Liêm thì mọi người lưu cho em là sẽ có đường vành đai kinh tế T1 này và có thêm là đường T4. Đường cái T4 này thì nó sẽ nối từ bên trên đường 68 chỗ Phủ Lý đấy, nó sẽ nối xuống bên dưới này, đi dọc với huyện luôn. Bên cạnh đây thì là đường cao tốc CT01 cầu Rẽ Ninh Bình. Đấy, về đường xá ở trong Thanh Liêm nó cũng không có gì là đặc sắc lắm đâu, nó chỉ có hai con đường mới thôi. Đấy, nên mọi người lưu ý nhé. Đấy, và có thêm hôm trước có anh hỏi em là làm cái đường chỗ ngã tư Xuân Thành. Thì đây là đoạn ngã tư Xuân Thành nhé. Đây là đường tỉnh 495B. Đấy, con đường này thì đa phần là chỗ làm được chỗ chưa. Đấy, nên là chắc là con đường này làm lâu lắm em. Đang theo dõi con đường này từ rất lâu rồi. Đường này nó đi lòng vòng qua một phần qua bên Thanh Liêm này, xong sang bên Bình Lục, cũng lên Phủ Lý và sang Lý Nhân, nó cũng đi loanh quanh là đi khá là lòng vòng đấy, và cũng nó đi ra sang bên kia cầu Thái Hà. Đại loại là mình hiểu đơn giản cái đường này là của bên xi măng Xuân Thành và các công ty xi măng họ vận chuyển hàng hóa cho nó thuận tiện thế thôi. Đấy, cũng không có gì, cũng không mong chờ được gì ở cái đường này đâu mọi người nhá. Đây, mình tập trung vào các đường, con đường chính này, đường kinh tế T1 này, này về T4 này. Đấy, trong tương lai thì cũng sẽ mở thêm các khu đô thị ở trong này. Đấy, mọi người nhìn thấy cái khu người ta đánh dấu ông Vương này thì trong tương lai em nghĩ là cũng sẽ mở lên các khu đô thị. Đấy, nếu mà mọi người mua đất ở thì thôi, ở đâu cũng được. Đấy, nhưng mà nếu mà mọi người mua đất đầu tư nhé, thì cũng có thể mua đoạn là ven ven với thành phố Phủ Lý đây này. Đấy, những cái thôn loanh quanh Phủ Lý này cũng rất là hợp lý, giá thì nó vẫn rất là rẻ so với Phủ Lý. Mà từ Phủ Lý đi ra thì nó rất là gần, tại vì thành phố Phủ Lý nó rất là bé nhé. Đấy, nên ví dụ như có mua ở đâu hoặc là muốn tham khảo giá thì mọi người cứ xem vào trong cái Zalo của Thủy. Trong Zalo của Thủy có rất là nhiều thông tin cập nhật các lô đất ở trong tỉnh. Ví dụ ở trong huyện Thanh Liêm này cũng có nhé, có những cái lô giá cũng rẻ từ 200, 300 cho đến 400-500 triệu cũng có, một vài tỷ cũng có, nó ăn theo vị trí hết mà. Đấy, ví dụ như cái lô giá rẻ tầm 200-300 triệu thì nó lại ở trong ngõ, nó đi hơi sâu một chút. Đấy, còn những cái lô tầm 700-800 hoặc là tỷ hơn tỷ thì nó lại ở được ở mặt đường. Đấy, thì nó bất động sản này ăn nhau ở vị trí mà, nên là có những cái vị trí đẹp thì giá nó sẽ cao hơn. Vị trí tầm 200-300 triệu hoặc là có những cái lô hơn 100 triệu thì nó hơi xấu một chút. Đấy, thì cứ phải nói rõ để mọi người dễ hình dung. Đấy, còn đoạn là Thanh Hải này, dưới cùng là Thanh Hải giáp với Ninh Bình. Ở đây thì cũng không không có cái gì nổi bật lắm, đa phần vẫn là trồng lúa đây. Đây đây mọi người, ví dụ như đầu tư ở đây thì muốn tìm hiểu các thông tin, muốn có đất ở đây mà muốn bán thì mọi người liên hệ theo số điện thoại em ghi ở dưới đấy nhé. Và tất cả các thông tin, ví dụ như mọi người muốn gửi bán này, em đến em quay video về đất này, quay video về nhà, thì mọi thông tin em đều làm miễn phí luôn mà không lấy bất kỳ một đồng nào của mọi người nhé. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm gửi đất thoải mái luôn. Đấy, em không có lấy tiền nên mọi người yên tâm nhé. Đây, xung quanh thì có rất là nhiều chùa Ninh Tảo này, chùa Phật Quang này, chùa Địa Tạng này. Đấy, và chùa Cây Thị. Đấy, hiện tại bây giờ thì cũng có rất là nhiều các anh chị hỏi thăm về các bất động sản ở cạnh những cái khu chùa này để anh chị em lấy đầu tư, ví dụ như làm các dịch vụ lưu trú này, hoặc là làm các dịch vụ ăn uống cũng như là cho thuê trang phục, làm các dịch vụ liên quan đến vui chơi rất là hay.
Đấy, đoạn này giá đất cũng khá là rẻ nha mọi người nhé. Đoạn này giá đất khá là rẻ. Đấy, ví dụ như mọi người muốn đầu tư thì liên hệ theo số của Thủy ở dưới nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem video. Ví dụ như mọi người muốn lấy cái bản đồ này thì em sẽ để link ở bên dưới phần bình luận cũng như trong phần mô tả của video. Mọi người ấn vào cái file đấy rồi tải thêm phần mềm mà đọc file PDF là sẽ sử dụng được nhé. Đây, bản đồ này là tỷ lệ 1/10.000 và bên dưới nó có các chú dẫn này này. Đấy, có những cái giải thích ví dụ trong tương lai nó sẽ có cái quy hoạch gì, khu dân cư như nào, đấy, mở rộng ra sao thì trong này nó sẽ hiển thị hết. Đấy, mọi người nắm được cái quy hoạch này thì mọi người khi mọi người đi đầu tư đất thì nó sẽ hợp lý, nó sẽ chính xác hơn nhé. Đây cũng như ví dụ như anh chị em mình muốn check cái quy hoạch này xem mai sau ở cạnh nhà mình nó có cái dự án gì hay là nó có mở rộng đường xá hay không, mình cũng có thể sử dụng cái bản đồ này được luôn nhé. Đó, cảm ơn mọi người đã xem video và nhân dịp năm mới thì xin chúc mọi người có một năm mới tràn đầy sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.